Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 43, đó là Chongunun Omkyo Doseo, hãy di chuyển thép. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái chủ đề đó là quản lý công việc và giám sát công việc. Và ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học hai ngữ pháp, đó là động từ đi với aeon notha, tức là bạn làm gì đó cho dứt điểm, cho xong. Thứ hai nữa là động tính từ hoặc danh từ đi với ita chiếu, nhằm để hỏi lại hoặc xác định lại một vấn đề mà người nghe biết. Từ vựng chúng ta học về cơn sơn thiên trang. Thiên trang đây là cái nơi làm việc, là nơi làm việc thực tế đấy. Cơn sơn đây là xây dựng, thì đây chúng ta dịch là công trường xây dựng. Du thông ấp khu trang, chúng ta học về từ vựng về đóng gói và phân phối. Trong bộ môn hoa phần thông tin văn hóa, chúng ta có cơn sơn hiên trang e trung trang mì, là những máy móc lớn của ngành xây dựng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một số cái máy móc liên quan đến cái việc mà xây dựng, như là làm đường, làm cầu hoặc là làm nhà, thì chúng ta sử dụng máy móc gì. Đây phần hội thoại số 1, thì chúng ta có những nội dung như sau. Artist sẽ nói ạ. Yodobun, Chikumbuter, Onun, Heya, Hal, Chakobun, Alia, Tudigetsumida. Alia, Tudigetsumida, đây là cái cụm từ mà chúng ta có thể thấy là tôi sẽ thông báo cho mọi người. Yodobun, Chikumbuter, Onun, Heya, Hal, Chakob là cái công việc mà hôm nay chúng ta sẽ phải làm từ bây giờ. Đấy, chào mọi người, tôi sẽ thông báo tới mọi người về cái công việc sẽ làm vào ngày hôm nay. 오늘은 거부 집은 선지하고 저희는 조립하는 일은 할 겁니다. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái công việc là 거부 집 선지하라, là lắp đặt cái cốt pha, và 저희는 조립하는 일 là buộc sắt. Tức là hôm nay ở đây chúng ta sẽ làm công việc, chúng ta sẽ làm công việc là ghép cốt pha và buộc sắt. 저희 팀은, cái nhóm của chúng tôi ấy, 먼저 여기 있는 전근은 3층으로 옮겨 놓을 건데요. Nhóm của chúng tôi sẽ vận chuyển, đầu tiên sẽ vận chuyển cái sắt ở đây. Đây ạ, à, vận chuyển 여기 있는 전근은, 전근 là cái những cái sắt ở đây. 3층으로 옮겨 놓은 건데, đó là chúng tôi sẽ vận chuyển, nhóm chúng tôi sẽ đầu tiên sẽ vận chuyển sắt thép lên trên tầng 3. 전근은 모두 옮겨 놓은 후에는, là sau khi mà chúng tôi vận chuyển xong cái thép ấy. 근로시가 그곳이 선지팀은 전지팀 반장에게 보고해 주세요. Sau khi chúng ta vận chuyển sắt xong ấy, thì bạn Kenu hãy báo cáo nhá. Boko-he Chuseo, hãy báo cáo cho tôi. Báo cáo cho tôi cái gì ạ? Đây ạ. Kobuchip Sonchitim Panchangeke. Kobuchip là ghép cốt pha, Sonchi là lắp đặt. Kobuchip cốt pha, Sonchi lắp đặt nhé. Chim đây là nhóm, team ấy ạ. Panchang là tổ trưởng, hay hoặc là chúng ta dịch là nhóm trưởng ấy. Đấy, sau khi mà chúng ta vận chuyển sắt thép xong thì bạn Kono hãy đi báo cáo cho cái người tổ trưởng của cái nhóm ghép cốt pha cho tôi. 그러면 sau đó 거부집 선지 팀에서 작업은 시작할 겁니다. Và sau đó từ cái nhóm ghép cốt pha, công việc sẽ bắt đầu. 네, 알겠습니다. 네, 알겠어요. Vâng, tôi hiểu rồi. 작업이 끝나면, nếu mà sau khi kết thúc công việc, 바로 보고할게요. Tôi sẽ gọi ngay, tôi sẽ báo cáo ngay. 그 후엔 바로 조립 작업은 시작할게요. Và sau đó
là sẽ bắt đầu ngay công việc buộc sắt. Cha, Chrome, Chichak, Hapshida. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Thì đấy là cái đoạn hội thoại này. Thực tế đây là một cái đoạn hội thoại họp đấy ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe một lượt, là chúng ta nhìn vào chữ, xong sau đó chúng ta sẽ nhìn vào hình để chúng ta nghe đoạn hội thoại này.43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. 43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. 이제 뭐 bạn Trang đọc nhé Trang nhé. Đọc từ đầu đến cuối nhé. 네. 여러분, 지금부터 오늘 해야 한 작업은 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근은 모두 옮겨 놓은 후에는 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거부집 선지팅 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거부집 선지 팀에서 작업은 시작한 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고 한게요. 그 후엔 바로 조립 작업은 시작한게요. 자,처럼 시작합니다. 네, 오케이. 마이크 투어. 네, 여러분 지금부터 오늘 해야 한 작업은 알려드리겠습니다.
오늘은 그 부집은 선지하고 전근은 출입하는 일은 한 겁니다. 저회 탐은 먼저 여기 있는 천근은 3층으로 옮겨놓은 건데요. 천근은 모두 옮겨놓는 후에는 건우 씨가 그 뷰집 저 선진 팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 그 부집 선지팀에서 작업은 시작한 한 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고 한게요. 그 후에 바로 임권 초립 작업은 시작한게요. 자, 그럼 시작합시다. 오, 뭔 đọc tiếng Hàn à? 시작합시다. Không phải 합시다 mà là 합시다. 합시다. 네. 시작. 어, 합시다. 어. 네, 네. 건 자방 đi. 자방. 막 nhầm đi. 야, 매 đi này. 송. 시작합니다. 어, bây giờ bạn Trang sẽ đóng vai artist của tôi, thầy giáo đóng vai Cơ Nu nhé. Nè. Thầy giáo chơi bẩn đấy. 여러분 지금부터 오늘 해야 한 작업은 알려드리겠습니다. 오늘은 거부 집은 선처하고 전근 선치 선 선치하고 전근은 조립하는 일인 할 겁니다. 저희 팀을 먼저 여기 있는 전근은 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 전근은 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거부집 선지팅 반창에게 보고해 주세요. 그러면 거부집 선지팀에서 작업은 시작한 겁니다. 네, 알겠습니다. 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업은 시작한게요. 가 아차 그럼 시작합시다. 네. Bây giờ bạn Thu sẽ đóng vai Atit. Đại ca em bé còn ở đấy không ạ? Không ạ. Vâng, xin hỏi. 여러분 지금부터 오는 해야 한 작업은 알려드리겠습니다. 오늘은 그 뷰집은 선지하고 천근은 조립하는 일은 한 겁니다. 저회 팀은 먼저 여기 있는 천근은 저희 아, 저희 팀은 먼저 여기 있는 천근은 3층으로 옮겨 놓은 건데요. 천근은 모두 옮겨 놓은 후에는 끈우 씨가 컴퓨집 전지팀
반장에게 보고해주세요. 그러면 거부집 선지탐에서 작업은 시작할 겁니다. 선지팀, không phải 선지탐. 거부집 선지팀에서 거부집 선지팀에서 작업은 시작한 겁니다. 네. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 출입 작업은 시작할게요. 자, 네. 그럼 시작합시다. 합시다. 시작. 어, 그럼 시작합시다. 네, 합니다. 네. 오케이. 그럼 시작합시다. 시작합시다. 합시다. 어, tiếp theo chúng ta sẽ nghe lại cái đoạn hội thoại này ạ. 43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. 오케이. Khi chúng ta nói được nhanh thì chúng ta không cần cái đoạn này nữa, mà chúng ta có thể nhìn vào đây để chúng ta nghĩ về cái hoàn cảnh công việc, cái người này người ta đang giao việc. Và hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng về cái chuyên ngành, là cái chuyên ngành xây dựng. Cái này có khi là một số bạn ở trong lớp mình còn không biết nó là cái gì. Mặc tiếng Việt vậy ạ. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu về công trường xây dựng, đó là console. Xin chào. Đầu tiên là về xây dựng, đó là console. Console xây dựng. Công sa trang là công trường. Các bạn nhé, công sa trang. Công sa trang là công trường. Piếc thôl, piếc là bức tường, thôl là đá. Thì piếc thôl là viên gạch. Chol kinh là cốt thép, chân cưng. Tiếp theo chúng ta có xi men thử. Xi men thử đây là xi măng. Concrete thử. Concrete thử đây là bê tông. Concrete thử. PK là giàn giáo. PK là giàn giáo, cái giáo người ta xếp lên đấy ạ. Tiếp theo, cơn mưa nướng chít tả là xây dựng tòa nhà. Cơn mưa nướng chít tả. Tăng ngân pha tả. Tăng pha tả là đào đất. Tăng là đất. Đất để tính tăng là tính bằng mét vuông nhé. Còn tính bằng bao thì đó người ta gọi là hức các bạn nhé. Hức. Nhá. Bây giờ người ta bảo là bạn có đất ở ngoài Hà Nội không? Bảo tôi có, vừa ông nọ đi qua đấy làm mấy bao đất ngoài Hà Nội. Tiếp theo là cơ bù chi vấn. Sao ạ? Cơ bù chi vấn sơn chi hà tà. Chúng ta có thể dịch là lắp khuôn hoặc là ghép cốt pha. Tức là tạo ra một cái khuôn để sau này đổ bê tông vào. Chân cơ đơn chô rip hà tà. Buộc sắt, nghĩa cái chô rip hà tà đây là lắp ráp đấy ạ. Chô rip. Nhưng mà người ta dùng là từ lắp ráp sắt thì nghe nó Việt Nam, tiếng Việt thì nó củ chuối quá. Thì là đó chính là buộc sắt đấy ạ. Trước khi chúng ta đổ bê tông thì chúng ta buộc sắt đấy ạ. Concrete thừa đất, tha sơn hà tà.
đây là đổ bê tông nhá. Tha sơn là đổ, đổ ào ào nhá. Thì ở đây chúng ta, mỗi người chúng ta đọc lại một một lượt giúp thầy giáo vậy ạ. Mời bạn Trang đọc trước nhé. Nè, con sơn không xa trang, biếc biếc tôi chân cơn xime ximen thư khôn khư ri thư bi kê cơn mưa rơn chít tả tăng ơn pa tả cơ bu chi pin sơn chi hà tả chân chân cơ rơn chô đi pa tả khôn khư ri thư rơn tha tha sơn hà tả. Ok, mời Thu. Thầy ơi, zoom to nên em nhìn mặt. Mắt em hơi kém. Hơi kém à? Ui, ra ngoài đi mẹ không? Cơn sơn, cung sa trang, chất tồn, chân cân, xi men thư, khôn khư ri thư, PK, cơn mưa nên chỉ ta, tăng nên pa ta, cơ phu chỉ bên sơn chỉ hạ ta, chân cơn nên chỗ li pa ta, con cứ thư nên pa sơn hạ ta. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ học phần ngữ pháp, đó là động từ đi với a ơ một thả. Tức là làm cái việc gì đó sẵn rồi, tức là làm việc đó gì xong nhá. Chúng ta nói là như vậy. Động từ có chia a ơ đi với nột thả là làm cái gì đó xong luôn rồi, được sử dụng để cho biết sự tiếp tục của một hành động hoặc trạng thái nhất định sau khi hoàn thành hành động hoặc là kết thúc hành động đó. Tức là hành động trước kết thúc xong để làm hành động khác nhá, hoàn toàn kết thúc. Nếu nguyên âm ông cuối cùng là A hoặc O thì cộng với A hơn một thà. Và nếu ông cuối cùng là khác nguyên âm A hoặc O thì là dùng ơ một thà. Trường hợp là ha tà thì sẽ là thành he, đúng không? Cái này chia A ơ mà. Nhưng mà có cả he à thầy? Đương nhiên cả he. A ơ này nó tóm tắt cả những cái trường hợp. Mọi người học cái... đuôi câu a ơ rồi đấy, động từ chia a ơ nó chính là đầu tiên là ha tà này, ha thành he này, xong sau đó a ơ có o có a thì là cộng với a yo, đúng không? Cái này học rồi, học từ lâu rồi. Và Thu chưa được học cái này đâu, em không thấy he ở đây thì em thắc mắc thôi. Thấy mỗi A với ơ. Vâng, cái này tôi sẽ bổ sung sau thêm he vào đây. Hơi thiếu thầy ạ. Thế đây chúng ta xem ví dụ luôn ạ. Ví dụ số 1 đấy. Mời Trang làm ví dụ số 1 này Trang. Nè, a tê xì biếc tô rừng hôm kia nột ưu xeo nè a kết xù mì ta. Nè gì ta? À, anh tít hãy di chuyển gạch đi. Ừ, hãy di chuyển gạch đi. Vâng, tôi biết rồi. Vâng, tôi hiểu rồi. Thôi mời bạn Thu làm cái câu số 2 này. Nè, 오전에는 무슨 작업은 해요? 먼저 이 중에 문은 따라 놀아야 아야 해요. Làm gì vào buổi sáng vậy? Đúng thầy? Vâng đúng ạ. Đầu buổi tiên sáng là sẽ làm cái gì? Đúng không? Buổi sáng sẽ làm cái gì? Đầu tiên là
nên tan mà lại đầu tiên là phải tan là gì thầy? Tan na là gì? Tan là gì? Burun thara lắp cửa. À, đầu tiên là lắp cửa tầng 2. Đúng rồi, đầu tiên phải lắp cửa trên tầng 2. Trước tiên là lắp cửa tầng 2. Ok. Munun thara. Munun thara noa ya heo. Thara noa heo. Đây này. Thara noa ya heo. À, tiếp theo chúng ta có những cái từ vựng này thì chúng ta ghép kurime matun kyoenun hokie so kola nu seo. Cái câu này nghĩa là gì ạ? No kurime matun kyoenun so kola nu seo. Là nối tranh, nối cái biểu chọn nhỉ? Hãy chọn, à, chọn đây chọn, là chọn, hãy chọn. Này hãy cho vào này, hãy cho vào đúng không, cho vào cái gì ạ, cho vào bức tranh, cho cái gì vào bức tranh ạ? Manen Pyuyen một biểu hiện đúng, biểu hiện đúng, cho biểu hiện đúng vào bức tranh. Còn cái đoạn là đây ạ, Poki Eso Kula, chọn từ phần poki, đây cái chữ poki bên dưới này. Đó. Chúng ta hãy chọn từ phần poki và chúng ta cho vào bức tranh ạ. À. Chân khun sẽ là ý số mấy ạ? Chân khun là số 5 ạ. Chân khun. Số 5 ạ. Hay là số 3 ạ? 3. Số 3. Đúng rồi, chân khun số 3. Đây. Cái gì con? Tiếp theo, kiếp tùl. Bốn ạ. Kiếp tùl, bốn. Đúng rồi. Tiếp theo, xi măng, xi men thử. Đúng không ạ? Xi men thử. Xi men thử. Một. Số một ạ. Xi men thử số một đúng không ạ? Tăng ơn phát à? Năm ạ. Năm. Ờ, tăng phát à, số năm. Cô mu chi vân sơn chi hà đà. Cô mu chi vân sơn chi hà đà. Số 2 đúng không ạ? Đây, số 2. Số 2, cô mu chi sơn chi hà đà đây. Khôn khử đi thừa lên. Tha sơn là đổ bê tông, số 6 à? 6. Ở tiếp theo chúng ta sang cái bài số 2. Ở đây có đúng hai bạn thì mỗi bạn làm một câu nhá. Bạn Trang làm câu 1 nhé. Đầu tiên chúng ta là gì ạ? Theo hóa đơn cô hãy đọc hội thoại. Bát nên thả vơn cô đưa xeo. Hãy đọc hội thoại và chọn đáp án đúng. Mời bạn Trang làm trước ạ. Nè. Yokie it nên biết tôi은 어떻게 할까요? 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 네. 나 저쪽으로 옮겨 놓으세요. 뭐? 왜 tại sao không chọn ý 1? Thì em áp dụng vào cái ngữ pháp vào. Đây ạ, bởi vì này ạ.
ôm kia ôm kiko isoyo là đang vận chuyển rồi, được chưa? Đang vận chuyển rồi thì không có ông nào hỏi là cái gạch này thì chuyển thì làm thế nào. Đang vận chuyển rồi thì không có chuyện là người ta hỏi là gạch này vận gạch này chỗ gạch này làm thế nào. À, chỉ có gì ạ, câu số 2 thôi ạ. Hãy chuyển ra chỗ kia cho tôi. À, tiếp theo câu số 2 mà bạn Thu. ATC concrete 는 만들어 놓았어요. Số 1 thế ạ. Đã hết 놓았어요? 네, 다 해 놓았어요. 네, ok. Gì ạ? Atit cái xi măng đúng không? Xi măng đã làm xong rồi, bê tông đã làm xong hết, bê tông chưa? Đã đổ chưa? Đã đổ làm bê tông em chưa? Em ơi làm chứ không phải đổ. Làm. Tức là chưa đổ. Mình chuẩn bị bê tông đấy. Tức là trộn cát sỏi với nhau, cái bê tông đã thành bê tông chưa? Chưa. Ừ, đã chuẩn bị sẵn bê tông chưa? Người ý người ta đại loại là như vậy. D thả he nó rồi, vâng đã làm xong hết rồi, tức là chỉ chờ ông ra lệnh là đổ thôi. Nha. Còn câu số 2 là D ý chê hắc cơ e o thì nghĩa là gì ạ? Sẽ ý chê là ý chê lát nữa. Ý chê là bây giờ. Ý chê là bây giờ, hắc là bây giờ sẽ làm. Người ta hỏi đã chuẩn bị hết bê tông chưa? Mình bảo ơ, vâng, nhưng mà lại bây giờ tôi sẽ làm. Nó vô lý ấy. Nhá. Nè. Đây là cái bài vừa xong ạ, bài tập vừa xong ạ. Tiếp theo chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này nó dễ hơn bởi vì nó liên quan đến doanh nghiệp nhiều nên các bạn sẽ quen này. Đây là chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh này thì đó là ở như kiểu ở trong kho đang kiểm hàng ấy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn này. Modikasi nail ochone dapumhan dapumhada là xuất hàng đấy ạ. Dapumhan bungun bojangun tha kunnatsio Modikasi nail ochone vào sáng ngày mai. Đặc hùng hai mùn gôn phù trang ngân. Cái việc đóng gói những cái hàng mà xuất vào sáng ngày mai thà cân nát chiếu đã xong hết chưa? Đã xong hết rồi đúng không? Nê thè đi nìm. Vâng. Khư kê khư kì phiền lô phun liêu hè thơ ta rô phù trang hèn đổ vào sổ yổ. Khư kì phiền lô là theo độ lớn, theo kích thước và theo độ lớn ạ. Theo độ lớn thì đã được chia ra và theo độ lớn đã được chia ra và đóng gói riêng rồi ạ. Taro, taro là riêng biệt nhá. Hanbun hwakin hebo shiketsuyo. Bạn có muốn kiểm tra, bạn có muốn kiểm tra cái điều này không? Hoặc là bạn có muốn kiểm tra hay không? Chào, 같이 가봅시다. Chắc chắn rồi, tốt. 같이 가봅시다. Chúng ta hãy xem. 대자가 30 박스, hoặc là gì ạ? 30 박스, 종자가 40 박스. 어? 그런데 소자가 왜 30밖에 30밖에 30박스 밖에 안 돼요? tại sao? Wow, 그런데 thế nhưng 소자가 cái thùng loại nhỏ ấy. Vì tại sao 30박스 밖에 안 돼요? 안 돼요, không được. 30박스 hoặc là 30박스 밖에 안 돼요. Là ngoài 30 thùng không có thêm. Không được ngoài 30 thùng. Nế. 30 박스 아닐까요? 30 박스 아닐까요? Gì ạ? Chúng ta không phải là 30 thùng thôi ạ.
여기 주문서에 32 박스라고 hoặc là 32 박스라고 되어 있잖아요. Là ở đây trong cái chung môn sơ là cái đơn đặt hàng. 32 박스 hoặc là 32 박스라고 nó là 32 thùng. 되어 있잖아요. Người ta đặt 32 thùng trong này mà. 가서 문건은 문건 있는지 빨리 확인해 보세요. 가서 đi và kiểm tra hàng hóa có còn hay không. Thì ở đây chúng ta có một số cái như là hoặc in hata là kiểm tra này. Chung môn sơ là đơn đặt hàng này. Te cha là cái loại to, chung cha là loại vừa hoặc trung bình. Sô cha là loại nhỏ. Thì đấy, ở đây chúng ta là khi chuẩn bị hàng thì chúng ta là lưu ý là đóng gói và phân chia nó theo từng cái mức độ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé. Đề hoa 2. Monica 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 30 박스, 중자가 40 박스. 어? 그런데 소자가 왜 30 박스밖에 안 돼요? 네? 30 박스 아닌가요? 여기 주문서에 32 박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. 대화 2. 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 30 박스, 중자가 40 박스. 어? 그런데 소자가 왜 30 박스밖에 안 돼요? 네? 30 박스 아닌가요? 여기 주문서에 32 박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. �ây giờ mời bạn Trang với bạn Thu đóng vai nhé. Mời bạn Trang làm Terry trước. Bạn Trang thay cho việc nói Monica thì bây giờ nói Thu Si nhé. Nè. Thu Si, 내일 오전에 납품한 물건 포장은 다 끝났어요? 났지요? 네. 네, 장. 크기별로 분류해서 바로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 그 bạn Thu ơi, đây là 포장, 포장해 놓았어요. Không phải là 포장, 포장. 네. 좋아요. 같이 가 봅시다. 대차가 여섯 박스 중 차가 마흔 박스. 서른. 네. 서른 박스 중 차가 마흔 박스. 그런데 소차가 왜 서른 박스밖에 안 돼요? 네?
서른 박스 아닌가요? 여기 주문서에 서른두 박스라고 외워 있잖아요. 자서 문건 가서 미리야. 가서 문건 있는지 빨리 확인해 보세요. 네, 지금 phải là cha sư, không phải ngủ. 네. OK, bây giờ Trang đóng vai là Monica, thầy giáo đóng vai là Teddy nhé. 네. Trang 씨, 내일 오전에 작품한 문건은 고장은 다 끝냈죠? 네, Teddy님 큰 집별로 분류. 그래도 크기별로. 크기별로 분류해서 따로 보장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 배자가 서른 박스, 중자가 마흔 박스. 어? 그런데 소자가 왜 30박스 밖에 안 돼요? 네, 서른 박스 아닌가요? 여기 주문서에 32 박스라고 되어 있잖아요. 가서 문건 있는지 빨리 확인해 보세요. 오케이. 또. Bây giờ chúng ta nghe lại thêm một lần nữa chăng nhé. 대화 2. 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 서른 박스, 중자가 마흔 박스. 어? 그런데 소자가 왜 서른 박스밖에 안 돼요? 네? 서른 박스 아닌가요? 여기 주문서에 32 박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. 오케이, chúng ta sẽ xem tiếp phần từ vựng về cái đóng gói và phân phối ạ. Đóng gói và phân phối ở đây ạ, chúng ta có việc đóng gói, thứ nhất là phải phân loại ra rồi mình mới đóng gói, loại to, loại nhỏ. Ví dụ như đây bước số 1 đấy, đó là khân sang cha là thùng to, chả khân sang cha là thùng nhỏ. Thì đây là phân loại. Sa tà hoặc là cô trang tà đều là đóng gói ạ. Nha chàng nhá. Tham tà hoặc là nớt thà là đều được cho vào. Nha. Tiếp theo, múc tà là buộc, ngược lại múc tà là cởi ra thì nó là gì ạ? Trang còn nhớ không? Nhân hay là mở full tà nhá, full tà Trang nhá. Buộc cởi full tà. Tiếp theo, ná đưa tà là vận chuyển, mà chúng ta có rất là nhiều vận chuyển, đúng không? Ôm khi tà cũng là vận chuyển. Đấy. Tiếp theo là sát tà. Sát tà là xếp. Sát tà là xếp lên đấy ạ. Tiếp theo chúng ta có là xít tà. Xít tà là xếp lên xe. Xít đây là chữ tờ. Tiếp theo chúng ta là cho là ne đi tà. Ne đi tà là xuống.
số hàng. Đối với hàng hóa nên thì là chura hada là vận chuyển hàng hóa đi. Đặc phu mada là giao hàng, xuất hàng đấy, đặc phu. Đặc phu hàng, đặc phu hada. Thế bây giờ mời Trang đọc lại mấy từ vựng này giúp thầy giáo. Nè. Bunniu hata, sata, bojang hata, tamta, notta, mukta, naruta, sata, sitta, nerita, chunha hata, napum hata. Ờ, cái chunha hata thì em đọc là chura hata. Nè, chura hata. Chura hata. À, thì bây giờ Trang đọc thêm một lượt nữa nhé, nhưng mà chia đôi yo. Nè. Bun liu heo. Sayo. Po chang heo. Po chang heo. Ta ta mayo. Rồi, mà xong rồi, ta mayo. Nut oil. Không phải nut oil mà là nơ oil. Cái chữ hò gặp nguyên âm thì thành âm câm. Đọc là nơ oil. Nơi요. Mua mua cây요. Ok, mua cây요. Nan rayo. Nan rayo. Nan rayo. À vâng. Hai chữ L. Hai chữ L. Nan rayo. Nan rayo. Sa ayo. Là sayo đúng không? Sayo. Sayo. Si toyo. Sai. Sita là có chữ tò được chưa? Có chữ tò thì tò nó sẽ biến thành r. Nè. Đó là sil toyo đúng không? Si toyo. Đọc là si toyo. Mà si toyo. Trong khi mà mình làm ở tại công ty thì không nói, khi mình nói không có chữ yo ấy, thì người ta chỉ bảo ví dụ như là xếp lên xe đi, shiro. Bungon shiro. Nè. Radio yo. Radio. Nè. Chun. Chura. Chura heo. Chura heo. Chura heo. Napum heo. À, ok, napum heo. Cái từ nạp phu ma tà ấy nó rất hay dùng giữa các công ty, dùng cho nhau, cung cấp cho nhau ấy nhá. Ok. Đây, tiếp theo chúng ta sử dụng chiếu danh từ hoặc là động từ tính từ. Động từ tính từ thì không với danh từ không có bộ đáy thì chỉ cần đi với chiếu thôi, được sử dụng như một câu hỏi, như kiểu câu hỏi đảo đúng không ấy nhá. Ví dụ như là chi gương, ví dụ bây giờ thì ta hỏi chi gương yếu tôn chi chiếu, yếu tôn chi chiếu bây giờ 8 giờ đúng không, kiểu như vậy thôi chẳng. Nhằm hỏi lại một vấn đề mà cả người nói và người nghe đều biết đấy. Động từ tính từ thì đi với chiếu chỉ cần bỏ chữ tà, còn danh từ nếu có phụ đánh thì đi với chiếu, có cụm đáy thì có đi với ichio, còn nếu không có cụm đáy thì cũng chỉ đi với chio thôi. Đây ví dụ như này, pochangun tha kunnat chio. Đây ạ, tha kunnat chio là cái đóng gói tất cả xong rồi đúng không? Nè, vâng, kuki belo pulio heso pochang hetsoyo là gì ạ? Phân loại ra từng loại theo kích cỡ và đã đóng gói hết rồi. Đấy. Còn kore choe ponen mungonen, cái hàng hóa mà sẽ gửi đến cho khách hàng ấy, kore cho đây là khách hàng. Chigum sitko ichio, sitko ita đây là đang xếp lên xe. Đấy. Bây giờ đang xếp lên xe đúng không? Cái hàng mà ngày mai gửi đến cho khách hàng ấy, bây giờ đang xếp lên xe đúng không? Anio không. Ajik sangjarun
묶고 있어요. 아직 là vẫn chưa. 상자를 묶고 있어요 là 상자 là cái hộp. Bây giờ vẫn đang buộc hộp. Vẫn chưa. Bây giờ đang buộc hộp. Tôi chưa xếp lên xe. 이게 내일 주라 할 물건이지요. Cái này là cái hàng mà ngày mai sẽ xuất đi, đúng không? 네 맞습니다. Vâng, đúng rồi. Yeah. Bây giờ phần luyện tập này bạn Trang tự làm giúp thầy giáo một lát này. Này. Trang làm xong chưa Trang ơi? Em một. Pulyohada là ý số mấy ạ? Số một ạ. Một đúng rồi. Pulyohada thầy giáo đang nhắn tên nhé. Pulyohada rồi. Pojanghada đúng rồi, số 2 đúng không ạ? Hai. Rồi số 3 là gì ạ? Số 3 là tam đà. Tam đà đúng rồi, tam đà. Cái này không phải tam tà nhé, mà là tham tà. Tham tà. Sau này ví dụ mình nói là tham mayo, chứ không nói là tam mayo nhé. Tiếp theo là buộc. Mục tà. Mục tà, ok. Còn cuối cùng là vận chuyển đó là đá rư tà. Malayo. Ok, bài số 2. Bài số 2 chúng ta sử dụng một chiêu để nhắc lại thôi, chứ không vấn đề gì cả. Kurimon Pogo, xem bức tranh và sử dụng chiêu để hoàn thành đoạn hội thoại. Bungonon, khư kia bên lô. Đây ạ, điền cái gì vào đây cha? Bunlio hết chiêu. À, phụ liệu hết chiếu, đúng rồi, phụ liệu hết chiếu, căn cứ ở cầu dưới này. Ok. Tiếp theo, sang phu mân, mô tu sang trái. Làm gì nữa ạ? Sang phu mân, sang phu là sản phẩm. Mô tu là tất cả. Sang cha là cái hộp. Đúng không? Cô Trang đúng không ạ? Thì chọn cái gì ạ? Tam ít chiếu. Không. Cô Trang hết chiếu. Cô Trang hết chiếu. Sau khi cô Trang xong thì mới cho vào hộp. Sau khi đóng gói xong thì đã cho vào hộp hết rồi. Thì là người ta hỏi là thằng trai ấy thả. Đúng rồi. Thằng trai ấy thảm luôn ạ. Thảm chiếu hay là thảm mát chiếu.
상태에 다 맞죠? 짱아, 누구야? 문건은 모두 자에 안디야. 그러면 씻, 누구야? 네. 씻다, 누구야? 네. 이라, 문건은 모두 자에 씻, 있지요? 똥아. Bỏ ta đi thêm chiếu thôi. Nè. Nhớ nha chàng nhá. Nè. Đây nhá, em nhìn lên đây chàng này. Động từ đi với chiếu thì cần bỏ chữ ta đi là xong. Nè. Nhá. Đấy. Và đây là ô tôn chắc luôn hết rồi ô. Các bạn làm những việc gì? Thì đây là chúng ta, đây có các việc ở đây. Thì phần thông tin văn hóa thì ở đây chúng ta có một số cái máy công trình, thầy giáo hướng dẫn luôn. Máy công trình ạ. Máy công trình đầu tiên có Chikecha này, cái xe rất hay gặp trong các công xưởng, đó là xe nâng. Chikecha, chàng nhớ mấy cái này. Chikecha nhé. Thứ hai là Hoa Muncha hoặc là Thư Đức. Hoa Muncha hoặc là Thư Đức. Đây là xe tải. Kunjaki là máy xúc. Kunjaki. Đây là mấy cái loại máy mà chúng ta hay nhìn thấy nhất. Chikecha ở trong xe là thường trong công xưởng mà nhà máy nào cũng có. Hoa Muncha là xe tải chúng ta nhìn thấy đầy đường. Hoặc chúng ta nói tắt là Thư Đức. Tiếp theo là Kunjaki là máy xúc. Máy xúc đất ấy. Và tiếp theo chúng ta có thơm phù đấy, thơm phù thư đốc là máy, là cái xe tải, thư đốc là xe tải, nhưng mà thơm phù đây là tự đổ, tức là nó có ben đấy. Tiếp theo, demi khôn là xe chở bê tông, demi khôn. Đấy, thì chúng ta nhớ mấy cái loại xe máy này, nhá. Mấy cái loại xe máy này để chúng ta thấy ở ngoài đường chúng ta biết nó là cái gì, và nhiều khi trong công ty người ta cần xe bê tông hoặc cần xe tải thì chúng ta hay cầm máy xúc, chúng ta có thể là biết nhớ tên nó mà gọi, chứ bình thường chúng ta ít gặp, ít sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ, bạn Trang sẽ làm luôn EBS topic luôn nhé Trang nhé. (43과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 2번 벽돌을 옮겼어요. 2번. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 4번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 모두 분류해 놓았어요?
4번 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A존은 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강반장님, 레미코는 이미 들어왔지요? 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A존은 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강반장님, 레미코는 이미 들어왔지요? 장 안 놓은 분 나오기 어냐?
Em xong rồi ạ. Thôi em xong rồi ạ. Ok Trang ơi, so đáp án đi Trang nhá. Nè. À, Trang làm phần nghe như nào rồi? Đáp án như nào? À, nghe là 1, 2, 2, 2, 3. Ồ, sai hai câu còn cuối rồi. Đọc là... Đọc nên là đọc gì? Là 3, 3, 1, 1, 4 ạ. 33114 đúng rồi, 4 là khư kỳ, tara, tara theo, này phun liêu thì theo độ lớn, khư kia pelo hoặc là khư kia tara đúng nhau. Còn cái câu 3, câu 4, câu 5 bên này ấy, thì cái khư vô chip sơn chi là cái mà người ta đã làm xong rồi. Cho nên là apuro heya hai cha cơ bi anin cơ sơn mua sinh nhỉ các. Từ giờ về sau cái việc gì mà không phải làm, đó là người ta đã làm xong cốt pha rồi, bây giờ đến làm những việc khác thì cái việc làm cốt pha này không cần phải làm nữa nhá. Còn cái phần bài 4 này thì là người ta hỏi là gì ạ, đã đào xong chưa đúng không ạ, để xem nào, tôi sẽ kiểm tra ạ? Tôi sẽ kiểm tra xem người ta hỏi đào xong chưa, đương nhiên rồi, tức là xong rồi, nhưng mà lại còn Paco Israel là đang đào. Đương nhiên rồi, xong chưa? Đương nhiên rồi, xong rồi, nhưng lại đang đào. Đây ạ. Chưa, nhưng lại xong hết rồi. Vâng, nhưng mà lại y chê chi chắc hơi quề rồi.
xong chưa? Xong rồi nhưng lại bây giờ mới bắt đầu thì chỉ có câu số 1 thôi ạ. Nhá. Ok Trang, hôm nay Trang được 8. Đây, chú vua học sức gì đó. Hôm nay chúng ta học lên đây Trang nhé. Để làm cho hiểu. Nè.